trực tiếp từ thị trường vốn thế giới. Đây là những tin tức tài chính mới nhất do các nhà môi giới mang đến cho bạn. Chào ngày mới tốt lành các nhà đầu tư. Chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những diễn biến mới nhất của cặp tiền tệ Yên Nhật, đô la Mỹ. Sau đây là những chia sẻ của chuyên viên Thảo Vi đến từ phòng giao dịch của chúng tôi. Xin mời Thảo Vi. Giá của đô la trị yên đã gần như không thay đổi trong phiên vừa qua, chỉ báo ROC đang cho tín hiệu bán. Phiên vừa qua đã chứng kiến cổ phần của Toyota tăng giá 0,5%. Theo chỉ báo William, chúng ta đang ở trong một thị trường mua quá mức. Đô Úc đã sụt 0,3% so với đô la trong phiên vừa qua, chỉ báo RSI đang cho tín hiệu mua. Dầu đã tăng giá 0,3% so với đô la trong phiên vừa qua. Theo chỉ báo Stochastic RSI, chúng ta đang ở trong một thị trường mua quá mức. Xin cảm ơn và giờ đây xin phép được chuyển sang các tin tức mới nhất về thị trường tài chính thế giới. Giám đốc điều hành Binance US Brian Schroeder đã rời sàn giao dịch tiền điện tử và công ty đã sa thải 1/3 lực lượng lao động của mình. Đây là một năm khó khăn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, với việc Binance US cảm thấy áp lực đặc biệt khi sách kiện công ty này vào tháng 6 vì báo cáo vi phạm luật chứng khoán. Hai nguồn tin trong ngành cho biết TSMC của Đài Loan, công ty đang thực hiện nỗ lực chưa từng có trong lĩnh vực sản xuất chip ở nước ngoài, đang ngày càng có cái nhìn lạc quan về Nhật Bản như một cơ sở sản xuất khi các vấn đề vẫn tồn tại nhà máy mới của họ ở Arizona. Chỉ số trung bình cổ phiếu Nikkei của Nhật Bản đã từ bỏ mức tăng nhỏ để giao dịch ở mức thấp hơn trước lạm phát ở Mỹ, nhưng mức lỗ được hạn chế do các nhà đầu tư mua cổ phiếu giá trị chịu được tỷ giá cao hơn. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong hôm nay. Mỹ đề nghị tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố lúc 12 giờ 30 GMT. Mỹ đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu lúc 12 giờ 30 GMT. Mỹ chỉ số giá sản xuất lúc 12 giờ 30 GMT. Mỹ doanh số bán lẻ sẽ được công bố lúc 12 giờ 30 GMT. Nhật Bản mức sử dụng công suất lúc 4 giờ 30 GMT. Nhật Bản sản xuất công nghiệp lúc 4 giờ 30 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay sẽ thật sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Đừng bỏ lỡ bản tin vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường tài chính.